Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được hơn 1.306 trên 1.390 ha, đạt gần 94%. Di chuyển 11.540 trên 15.556 ngôi mộ, đạt gần 75%. Đã cơ bản hoàn thành di chuyển hệ thống điện hạ thế, trung thế, hệ thống viễn thông, cấp nước nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Về dự án thành phần 2.1 và 2.2 trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức nhiều mũi thi công, đường cầu, tình hình cung cấp vật liệu, làm nền đường cơ bản đảm bảo. Tại Hưng Yên, các huyện đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư được 195 ha trên tổng số 230 ha, đạt 85%. Di rời 2.700 ngôi mộ trên tổng số hơn 4.000 ngôi, đạt 67%. Triển khai quy hoạch xây dựng 11 khu tái định cư và cải tạo xây mới 7 nghĩa trang. Giới thiệu vị trí cho các doanh nghiệp thì sau này thì các doanh nghiệp sẽ giải phóng mặt bằng là chắc chắn là không giải phóng được. Vì giới thiệu vị trí xong rồi công tác giải phóng mặt bằng các doanh nghiệp là theo quy định ấy thì là chuyển nhượng. Mà đã chuyển nhượng thì doanh nghiệp họ lấy cớ là không chuyển nhượng được thì chắc chắn thì các doanh nghiệp sẽ không đi, và hiện nay thì các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động. Còn bởi vì không có đất đai thì họ vẫn đang hoạt động ạ. Thế do vậy chắc chắn thì nó ách tắc lại cái phần mà của doanh nghiệp. Hưng Yên thì khoảng 13 doanh nghiệp với diện tích khoảng 10 ha. Trong các doanh nghiệp đấy thì nó có hàng nghìn lao động, tức là có cuộc sống của nghìn người, chỉ khoảng một người. Thế nhưng mà chưa có chính sách tái định cư doanh nghiệp. Mặc dù luật thì đúng là luật chưa ban hành kịp thật, nhưng mà với cái góc độ mà về tham mưu về luật đất đai rồi chuyển mục đích đất, cái này là chuyên môn lĩnh vực của Bộ Tài nguyên Môi trường, đề nghị là tham mưu chính phủ là những trường hợp tái định cư thì coi như là tái định cư doanh nghiệp thì coi như tái định cư cho các hộ gia đình. Chỉ thêm một dòng thôi để chúng tôi làm luôn. Thì tôi thu hồi đất cho bàn giao lại trả doanh nghiệp. Thì rất là thuận lợi. Thì sau này các doanh nghiệp mới di rời được. Với hai nó có căn cứ để các doanh nghiệp đi. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo dự án, đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các địa phương nhà thầu tham gia dự án. Đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rồi, rà soát các cái mỏ ở phía đông của thành phố, tức là gần khu vực Hưng Yên và Bắc Ninh này. Cần thiết là cấp luôn, cấp cho nhà thầu thi công trên địa bàn Hà Nội cũng được, nhưng mà nó sẽ ra cái giá tại mỏ. Còn nhà thầu thi công trên địa bàn Bắc Ninh và Hưng Yên có thể mua, nhưng từ đấy vận chuyển về công ty tính thêm theo nguyên lý. Thì cái cách như thế, doanh nghiệp với đất trước kia là cho thuê, bây giờ sang chỗ mới cũng cho thuê. Mà nếu để ăn chắc nữa thì thuê trả tiền hàng năm, tinh thần là mình sẽ báo cáo với chính phủ theo hướng đấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ thoát. Nhưng còn lại vận dụng vào thì các ông chí sẽ kiểm tra thêm. Đường công vụ thì các ông chí nêu cũng là đúng, nhưng mà tôi cũng thấy là các ông chí đề xuất cũng đúng. Hưng Yên các ông chí cũng vận dụng cho chỉ đạo các cái, đặc biệt là các huyện, mà các nhà thầu cũng báo các huyện mà làm. Phải chỉ ra bây giờ hoàn toàn của anh là tăng được nhiều mũi, nhưng mà anh phải làm động tác đó thì mới có cái đường vào để mà làm.